Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, chị em phụ nữ nên nhớ rằng khi đã coi chàng là bạn đời, là tri kỷ thì bạn cần chia sẻ nhiều điều với anh ấy thay vì cứ giữ trong lòng. Hôn nhân cần sự xây đắp, vun vén từ hai người. Người vợ và người chồng biết cách giao tiếp với nhau thì mới cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau. Khi hai người quyết định về chung một nhà, luôn có những điều đối phương chưa biết và bạn muốn giữ kín. Những điều này thì có thể khiến cho vợ chồng xa cách nhau và tình cảm thì ngày một phai nhạt. Vì vậy mà sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với 3 điều mà người vợ nên chia sẻ với chồng để hôn nhân luôn lâu bền hạnh phúc. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thứ nhất, vấn đề tiền bạc. Mặc dù một số người nói rằng nói về tiền bạc sẽ làm tổn thương tình cảm. Khi yêu, có thể bạn thấy rằng chuyện tiền bạc chưa quan trọng lắm. Hai bạn vẫn có thể độc lập với nhau về chuyện tiền bạc. Nhưng khi có gia đình, tiền bạc lại rất quan trọng và có thể sẽ quyết định hạnh phúc của gia đình. Trong hôn nhân, khi gặp khó khăn về tiền bạc, người vợ cần chia sẻ với chồng. Khi đã là vợ, là chồng, các bạn cần chung vai gánh vác việc lớn nhỏ trong nhà. Những cặp vợ chồng muốn chung sống lâu dài thì thường chia sẻ tiền bạc của cải với nhau. Sau khi kết hôn, hai bạn đã là người trong một nhà. Khi đối mặt với chuyện tiền bạc, các bạn cần chia sẻ thẳng thắn, cởi mở với nhau. Thứ hai, lo lắng về tương lai. Khi hai người kết hôn, tương lai vẫn còn nhiều điều chưa biết. Không ai có thể chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra cả. Do vậy, nhiều người vợ cảm thấy bối rối và hoang mang về tương lai. Lúc này, bạn và chồng nên trò chuyện, chia sẻ với nhau để cho nhau niềm tin, cùng nhau bước tiếp. Cả vợ và chồng cần cùng nhau thảo luận về tương lai. Hãy trao cho nửa kia niềm tin rằng dù sau này có gặp phải khó khăn, sóng gió lớn đến mức nào, hai người vẫn nắm chặt tay nhau để bước tiếp. Thứ ba, áp lực cuộc sống. Khi hai người kết hôn, họ sẽ ở bên nhau mỗi ngày. Vợ và chồng chính là những người hiểu rõ nhất về công việc của nhau. Đã là vợ, là chồng thì bạn cần chia sẻ tất cả mọi chuyện trong cuộc sống với nhau. Mọi người luôn cho rằng đàn ông phải gánh trách nhiệm kiếm tiền, làm ra kinh tế cho gia đình. Phụ nữ chỉ có trách nhiệm lo nhà cửa, bếp núc, giáo dục con cái. Tuy nhiên, thực tế đó là suy nghĩ cổ hủ. Ngày nay, phụ nữ cũng như đàn ông cũng ra ngoài làm việc kiếm tiền. Vì vậy, trong cuộc sống, người vợ cũng phải chịu những áp lực nhất định. Có gì bạn và chồng hãy chia sẻ những áp lực khó khăn với nhau thay vì chỉ âm thầm chịu đựng một mình. Quý vị thân mến, vấn đề mà hầu hết mọi cuộc hôn nhân đều gặp phải đó chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Có người nói rằng, mẹ chồng, bỏ đi chữ chồng còn chữ mẹ, đừng xem mẹ chồng là mẹ chồng, hãy xem mẹ chồng là mẹ mình, rồi bà ấy sẽ xem bạn như con gái trong gia đình. Việc chung sống với một người không chỉ là văn hóa từ hai gia đình khác nhau, mà còn khác nhau cả thời gian giữa hai thế hệ thực sự, không dễ dung hòa, nhưng không phải là không thể. Một nàng dâu thông thái chọn cách sống không có cuộc chiến, và họ luôn có 3 nguyên tắc vàng để sống chung với mẹ chồng một cách hòa thuận. Thứ nhất, không để chồng đứng giữa mẹ và vợ. Đối với đàn ông, không có người phụ nữ nào có thể thay thế mẹ của họ. Khi bà đã sinh ra anh ấy và nuôi dưỡng, anh ấy đến và dành cả cuộc đời còn lại của anh ấy cho bạn. Hãy cảm ơn bà và đừng bắt anh ấy đứng giữa. Thứ hai, mẹ chồng cũng là phụ nữ. Bà cần sự khen ngợi, bà cần sự quan tâm và cần yêu thương từ những người đàn ông bà yêu nhất. Đó chính là con trai của bà. Hãy cho mẹ chồng cảm thấy khi anh ấy cưới bạn, bà sẽ có thêm con gái chứ không mất đi con trai. Khi anh ấy cho mẹ chồng một, hãy lấy thêm một để cho mẹ chồng được hai. Hãy cho mẹ nhiều hơn cả khi anh ấy chưa có bạn làm vợ, thay vì cho mẹ ít. Rồi bà sẽ yêu bạn và bảo vệ hôn nhân của vợ chồng bạn bằng tất cả những gì bà có. Thứ ba, chỉ lấy điều đẹp và chỉ cho điều đẹp. Khi người ta có điều gì, người ta sẽ cho người bên cạnh điều đó. Nếu mẹ chồng hôm nay có cho bạn sự khắt khe hay khó tính, có thể trong cuộc đời bà cũng đã trải qua nhiều ngày như vậy. Việc của mình là điều gì đẹp, mình lấy vào, điều gì không đẹp, mình đừng lấy, để rồi tổn thương.
hãy mang nhiều niềm vui, nhiều sự quan tâm, nhiều sự vô tư hơn về nhà bạn nhé. Thứ tư, không đối đầu. Bố mẹ chồng là người lớn tuổi hơn mình, hơn nữa lại là bậc làm cha làm mẹ, nên tuyệt đối bạn không được cư xử thô lỗ bằng cách đối đầu lại với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng đang bực mình mà bạn lại đối đầu tranh luận tay đôi thì không khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Bạn tự biến mình thành cô con sâu hỗn láo trong mắt bố mẹ chồng, mà hình ảnh đó sẽ khó để thay đổi. Sẽ có lúc mâu thuẫn và xung đột xảy ra, nhưng cách cư xử thông minh là bạn nên nhẹ nhàng góp ý với bố mẹ chồng. Khi những xung đột đã lắng xuống, khi đó con người ta mới dễ tiếp nhận ý kiến của người khác một cách sáng suốt và thấu hiểu nhất. Thứ năm, nói năng, ứng xử thận trọng, có chính kiến. Nếu bạn nghĩ gì nói đấy sẽ không nhận được sự thông cảm của bố mẹ chồng, bạn sẽ dễ gặp rắc rối. Khéo léo trong lời ăn tiếng nói, trong hành xử là cách giữ hòa khí trong gia đình, để cuộc sống hôn nhân và mối quan hệ với bố mẹ được ổn thỏa. Tuy nhiên, bạn sẽ trở thành cô con dâu ba phải nếu không có chính kiến. Khi đó, mọi người trong gia đình sẽ coi thường bạn. Bạn sẽ không có tiếng nói trong gia đình. Vì vậy, khi cảm thấy mọi người có những quyết định không hợp lý, làm ảnh hưởng đến cuộc sống chung, bạn nên đóng góp ý kiến của mình về vấn đề đó với một thái độ lễ phép và rõ ràng. Khi bạn biết đưa ra những ý kiến của mình đúng lúc, đúng cách, sẽ làm cho mọi người coi trọng và có cái nhìn về bạn tích cực hơn. Một cô con dâu thông minh, có chính kiến sẽ tốt hơn một cô con dâu chỉ biết gật đầu, làm theo như một cái máy. Thứ sáu, suy nghĩ tích cực. Những lúc cảm thấy khó chịu và ngột ngạt với cuộc sống gia đình chồng thì hãy bình tĩnh, nghĩ tới những điều tốt đẹp. Như sống cùng gia đình chồng, bạn sẽ không phải lo lắng việc chăm sóc con cái một mình. Hay những lúc có công việc bận rộn, bạn có thể nhờ ông bà chăm sóc cháu. Những lúc buồn phiền với chồng, bạn cũng có thể tâm sự cùng bố mẹ và nhờ bố mẹ can thiệp để chồng bạn sửa đổi. Hay ít nhất nên lạc quan, vui vẻ, chấp nhận bố mẹ chồng dù họ có khó tính, khó chiều. Nhưng họ là người sinh thành và dưỡng dục chồng bạn. Họ cũng đã phải vất vả và khổ cực để nuôi chồng bạn trưởng thành, cũng như bố mẹ bạn đã nuôi lớn bạn vậy, nên họ xứng đáng nhận được sự chăm sóc và phụng dưỡng từ các con. Phận làm con báo hiếu bố mẹ là việc nên làm. Bạn nên suy nghĩ tích cực. Khi bạn suy nghĩ tích cực, bạn cũng sẽ đón nhận mọi vấn đề cuộc sống một cách tích cực, vui vẻ. Thứ bảy, không nên đi sớm về khuya. Cuộc sống hôn nhân hoàn toàn khác với cuộc sống tự do. Khi bạn thích gì thì làm nấy, nhất là khi sống chung với người có tuổi. Việc bạn thường xuyên về muộn, ăn uống thất thường và phá vỡ nhịp sinh hoạt gia đình có thể khiến gia đình nảy sinh những mâu thuẫn. Vì thế, ở với người lớn tuổi, bạn nên điều chỉnh lịch sinh hoạt phù hợp. Hôn nhân không phải chỉ là chuyện của hai vợ chồng mà còn liên quan đến rất nhiều người. Khi một người đàn ông và phụ nữ gật đầu đồng ý kết hôn thì dễ. Nhưng sau đó, cuộc sống hôn nhân mới thực sự khó. Những áp lực về công việc, con cái, gia đình nội ngoại sẽ khiến hai vợ chồng mệt mỏi. Ai cũng muốn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Muốn vậy thì bạn nhất định phải nhớ đến những bí mật quan trọng này. Thứ nhất, bất cứ khi nào có trục trặc xảy ra, hãy tự nhủ lòng mình, rồi mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Thứ hai, vấn đề con cái có thể khiến cả hai người áp lực, nhưng rồi chúng sẽ trưởng thành thôi. Thứ ba, chia sẻ tất cả mọi chuyện với nhau. Chấp nhận rằng đôi lúc hiện thực sẽ làm cho các chị em cảm thấy bị tổn thương, nhưng biết để hiểu và kịp thời sửa chữa khi còn cơ hội vẫn tốt hơn cả. Thứ tư, đừng để tinh thần chống đối làm lu mờ đi tình yêu thương của bạn. Dù anh ấy có nói gì khiến cái tôi của bạn bật dậy, thì hãy tự nhủ rằng chúng ta cần giải quyết vấn đề chứ không phải làm cho vấn đề nghiêm trọng hơn nữa. Thứ năm, đừng ngần ngại cùng bàn bạc và thỏa hiệp. Nếu bạn muốn đi ăn ngoài, hãy đánh giá mức độ mong muốn điều đó của bạn trên thang điểm 10 và anh ấy cũng sẽ làm điều tương tự. Và hai bên sẽ lần lượt nhường nhịn nhau. Đó là cách các cặp đôi hạnh phúc hay làm. Thứ sáu, tránh việc im lặng và chịu đựng. Chia sẻ về những gì mà bạn cảm thấy khó chịu, đừng để nó chất ngày càng cao. Thứ bảy, cùng nhau tiết kiệm để thực hiện sự định nào đó và cùng nhau bàn bạc tưởng tượng về ước mơ ấy. Thứ tám, có vài cô bạn để cà phê cuối tuần mà không có chồng đi chung. Thứ
Thứ 9, cư xử nhẹ nhàng, từ tốn với họ. Có nhiều lúc làm điều này chẳng dễ dàng tí nào, nhưng hãy nhớ lại, bạn đã chọn người đàn ông trong tất cả những người còn lại để chia sẻ cuộc sống tới cuối đời cùng mình. Vậy phải có lý do gì đó để họ xứng đáng nhận được cư xử nhẹ nhàng chứ nhỉ? Thứ 10, tận hưởng những giây phút hiện tại.